phòng bên đây có bom. Chị, tiền tao giao cho mày thế nào rồi? Em đã giao rồi chị. Thả bom và bể bơi của bọn Hunter. Nhưng... nhưng sao? Nhưng... vợ Eagle phát hiện chị ạ. Tại sao vợ Eagle lại biết chuyện này được? Em cũng không biết nữa. Nó có nhận ra mày không? Chắc là không chị ạ. Nhưng mà chị cứ yên tâm, em đã bán cho Jerry bị thương rồi. Mày làm tốt lắm. Mày, đi nghỉ ngơi đi. Mày nhà canh chừng cẩn thận, tao đi có công việc. Vâng. Vết thương của cậu thế nào rồi? Tớ hôn mê bao lâu rồi? Cậu đã hôn mê được một ngày rồi. Candy, cậu đã điều tra về tên đánh bom của người bơi chưa? Tớ đã điều tra được rồi. Hắn chính là tay sai của chị Đại. Có lẽ chị Đại và mắt mình có mâu thuẫn với nhau. Nhưng tất cả những người đó đều vô tội. Chị Đại thật là nham hiểm. Lần này không thể tha cho bà ta được. Chúng ta muốn thép vào chúng, không thể để cho bọn chúng tiếp tục hoành hành được. Chờ đi, có hay ở nhà dưỡng riêng đi, còn mọi chuyện cứ để tớ lo. Một mình cậu sẽ rất khó đối phó với chị Đại, hãy để tớ đi cùng với cậu. Cậu đừng lo, tớ sẽ có cách đối phó với bọn chúng. Vậy cậu nhớ về tớ cẩn thận đấy. Cậu cứ yên tâm, tớ đi đây. Thank you.
Mày dám một mình đến đây à? Hôm nay có thể tao chết ở đây, nhưng mày sẽ không thoát được đâu. Chứ đến nơi rồi còn to mồm à? Hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Tớ lo lắng cho cậu. Bà cậu bắt được chị Đại chưa? Tớ không thấy bà ta ở đâu. Có lẽ bà ta đã chạy trốn rồi. Thôi chúng ta về thôi. Em đến từ đây. Em đã suy nghĩ xong chưa? Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em theo anh chứ? Em xin lỗi, em không thể theo anh được. Tại sao chứ? Em theo anh, em sẽ có tất cả. Em sẽ được sống cho Nhung nữa. Và có cả anh nữa. Anh làm em đau đấy. Em hãy suy nghĩ lại đi. Em không muốn xa anh, nhưng em không thể làm điều trái lương tâm và trái với pháp luật được. Em đừng để em và anh sẽ có lúc phải chết súng ở nhau. Anh đừng dồn em vào mức đường cùng nữa. Đấy là do em chọn, chứ anh không hề ép em. Hay là anh từ bỏ tất cả để hoàn lương, trở thành một người bình thường? Là một người bình thường à? Cuộc sống này nó đã không cho phép anh là một người bình thường rồi. Anh còn phải lo cho gia đình và những người anh em và sinh ra tử của anh nữa. Vậy thì anh và em, chúng ta không cùng đi chung một con đường rồi. Vậy thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh và em nói chuyện với nhau. Chào em. Chúng em đã bắt được con Candy về đây. Tại sao? Tại sao lại là anh? Thằng ngạc nhiên lắm phải không? Thì ra suốt thời gian qua anh đã lừa tôi và Cherry. Tôi không lừa cô, chỉ là Cherry không muốn cho cô biết thôi. Cherry, tại sao cậu lại lừa tôi đó? Bây giờ mày muốn gì? Muốn gì à? Rồi cô sẽ biết. Rút tôi lại. À. Candy, nó đang nằm trong tay tôi. Alo, alo, alo. Anh lại muốn trò gì đây?
anh và em hôm nay sẽ trả hết lợ tình lớn nghĩa. Chúng ta mới rời khỏi đây thôi.
mày. Hôm nay có chạy ngặt trời. Candy, chuyện này là thế nào? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cô đừng hỏi tôi tại sao. Cậu dám phản bội lại lời thề của nhóm ít con à? Lời thề à? Em hãy cho nó biết thế nào là lời thề đi. Bỏ nhóm Mickey theo bọn anh là một quyết định đúng đắn. Bây giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi bí mật. Đây là căn cứ của bọn anh. Vâng ạ. Chúng mày về vị trí đi. Ok. Đi cho em.
dương vũ khí của bọn Alibaba. Tại sao cô lại đi về đây? Tôi ở đây không biết làm gì, nên đi tham quan ngôi nhà. Mà sao ở đây các anh để nhiều súng thế? Cô nên biết ít thôi. Em đi đâu rồi? Em không biết. Nãy giờ em không lấy canh mà. Đi tìm cô ta ngay. Vâng. Thank you.
Chúng mày làm gì? Chúng mày dám tát tao à? Ngoài, ra đó đi đi. Đi. Cơn chúng mày à? Chúng mày mau thả người ta. Chúng mày có giỏi qua đây mà lấy người.